Trong nội dung phần này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thời gian thực, cách thức xử lý của nó. Chúng ta tạo một project mới. Ta tạo một con PFC bất kỳ, đặt tên nó là real time. Cho một mã CSV, giả sử đây là mã của tại công ty. Về kỹ năng thì chúng ta thao tác nhiều chúng ta sẽ đạt được kỹ năng thôi. OB1. Nói về real time thì tất cả các thời gian thực sẽ được chỉ tồn tại trong các khối OB. Chúng ta muốn mỗi một khối OB bất kỳ nó sẽ có một cái phần gọi là stamper, tức là các cái vùng lưu trữ thời gian, các cái vùng tạm thời của nó, có thể là thời gian hoặc là các chức năng khác. Mỗi một cái khối OB thông thường có khoảng 23 dữ liệu stamper sẽ được tạo ra với mục đích là làm một số công chuyện cho nó. Thì các cái phần này dùng để truy xuất dữ liệu thông tin giám sát này kia. Thì đối với cái phần OB1 và các OB khác, nó sẽ có một cái temper, nó có tên là dead end time, tức là về thời gian thực của nó là dead end time. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng cái phần này để truy xuất. Chúng ta có thể sử dụng cái có sẵn của OB1, hoặc chúng ta tự tạo ra một cái kiểu dữ liệu riêng. Ví dụ mình tạo ra một kiểu dữ liệu là Trần Hiếu. Cũng là best and time. Thì khi đó mình truy xuất ra cái địa chỉ này thôi. Mình truy xuất địa chỉ thì nó cũng thành thời gian thực. Nhưng mà ở đây có những cái gì chúng ta có rồi chúng ta không tạo ra chi phí. Đây là cái những bài tạm mà chúng ta dùng để truy xuất. Khi OB start thì ngày tháng năm giờ phút giây sẽ được thể hiện trong này. Chúng ta sử dụng cái khối hàm để đọc thời gian thực nằm trong một thư viện Standard Library. Tại đây chúng ta sẽ chọn vào System Function Block. Tất cả các hàm về hệ thống thời gian, tính toán, timer, counter, vân vân, thì nếu chúng ta sử dụng theo chuẩn IEC thì nó sẽ nằm trong này. Và khối hàm để đọc thời gian thực của chúng ta là SFC1. Chúng ta lôi ra tại return value, rest value thì là giá trị báo lỗi gần như tất cả. Chúng ta nhắc lại là gần như tất cả các phần red value chỉ là gì? Báo lỗi mà thôi. Gần như tất cả chứ không phải là tất cả, mọi người.
người chú ý, sẽ có những khối hàm chúng ta revenue, đấy là gọi là return value, chính xác là giá trị trả về. Còn là cái giá trị trả về gần như ở các cái khối hàm khác, đó là báo lỗi, error. Thì đây mình đặt là một vùng nhớ bất kỳ, ví dụ em của người chẳng hạn. Còn cái chân mà CTD á, là dead end time á, thì chúng ta đặt dựa theo là cái bài ở dưới này, nó sẽ lấy một lúc là 8 bài để nó đưa ra hiển thị năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mini giây thứ. Nếu những ai mà bắt đầu tìm hiểu về các khối hàm, cách đơn giản nhất của chúng ta đó là bấm vào nó, chọn F1, và tại đây chúng ta đọc về cái cách sử dụng của nó. Mọi người chú ý, trước đây mọi người làm quen với các cái kiểu dữ liệu, các cái kiểu, đặc biệt là các kiểu vùng nhớ. Các kiểu vùng nhớ là gì? Bit, byte, word, day word, đúng không? Thì có một số kiểu dữ liệu nó không theo cái chuẩn đó, mà nó nhiều hơn cả day word. Day word mới chỉ là 32 bit. Cái kiểu dữ liệu dead end time này của chúng ta nó chiếm tới là 8 byte, tức là hai đều đó. Còn đây chúng ta có thể coi một số cái về cái cách xử lý về khối hàm thời gian. Rất đơn giản thôi, mọi người chỉ cần cái địa chỉ ở đây này, OB1 dead end time, thì chúng ta hoặc chúng ta nhấp vào đây copy, hoặc chúng ta đánh một cái chữ O bất kỳ vào đây, nó ra đúng cái dữ liệu cho chúng ta thôi. OB dead end time để đọc thời gian thật. Đấy. Chúng ta lấy ra về cái việc của chúng ta là truy xuất ra 12, ra là 8 byte. Thì theo thứ tự của nó, cái phần nào rồi, trong phần hép mình cũng không nhớ lắm. Trong phần hép đã có một phần nó ghi khá rõ. Rồi để mình ghi lên bảng cho mọi người quan sát. Đọc 5. Đọc 5 đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đọc 9 move B12, đúng không ạ? Chúng ta theo thứ tự ở trên kia, cứ NB12. Chúng ta sẽ đưa vào một thanh ghi MB101 chẳng hạn. Một trăm chứ, chúng ta đã như coi trên kia này, chúng ta đã đưa vào A rồi, thì chúng ta phải mượn một cái giá trị là A trừ 1 và cho nó bằng 0. Sau đó chúng ta chuyển đổi từ BCD sang integer theo cái em quật 100, đưa vào em quật 102. Thì như vậy là chúng ta sẽ đã có cái như vậy là chúng ta đã đọc được cái thời gian của năm. Thời gian của năm. Tất cả các kiểu dữ liệu về năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây sẽ là giống nhau 100% theo phương thức của cái network số 2 mà chúng ta đang làm. Đó là sẽ mượn một byte cao và cho nó bằng 0, sau đó chuyển đổi thành một cái số integer để chúng ta sử dụng. Đó. Rồi mọi người lưu ý thêm, chỉ có một cái duy nhất, đó là cái thằng day of week, tức là ngày của tuần.
ngày của tuần sẽ theo một cái phương thức khác, nó khác với các cái kiểu dữ liệu kia, mà nó sử dụng một cái khối hàm được viết sẵn. Tất cả chúng ta đang sử dụng toàn bộ cái hàm thư viện của Cement mà thôi, thì hàm đó chúng nó viết sẵn rồi, chúng ta chỉ lưu ra sử dụng thôi. Để đọc cái ngày của tuần thì chúng ta sẽ sử dụng trong một cái khối hàm, mọi người lưu ý, đó là IEC function block. Switch. Yeah. Để switch thì nó sẽ sử dụng cái khối hàm là này, ngày trong tuần. Chúng ta chỉ cần đưa cái giá trị này đọc vào đây thôi. Tại vì sao? Cái khối này đọc xong lưu vào đây rồi, thì giờ chúng ta chỉ đọc xong rồi, lưu vào rồi thì chúng ta lấy vào đây chúng ta đọc và chúng ta chuyển qua đây. Nên nói với mọi người, cái red value gần như là các chân bảo độ trả về là lỗi để cho hệ thống biết. Tuy nhiên không phải cái nào cũng vậy. Như ví dụ như cái khối hàm này của chúng ta này, thì chúng ta sẽ coi F1 của nó. Đó. Thì ngày thứ nhất là ngày chủ nhật. Tới ngày thứ bảy, function này không trả về một bất kỳ một cái lỗi nào hết. Cái chân red value là return giá trị theo kiểu integer, và nó trả về là giá trị của một trong tám con số này. Một trong tám con số này thì đơn giản chúng ta chọn vào một cái kiểu dữ liệu là em buộc 104 chẳng hạn, thì em buộc 104 chính là thứ trong tuần. Xem lại. Được chưa? Đối với cái việc này chúng ta phải làm thêm một cái thao tác thực sự, đó là chúng ta chọn vào PUC, chọn set time of day. Chắc chắn ở đây chúng ta chưa làm được, tại vì chúng ta chưa kết nối PUC. Khi chúng ta kết nối với PUC, chúng ta không cần phải online, chúng ta chỉ đảm bảo là việc kết nối đã hoàn thành. Chúng ta chọn PUC set time of day để chúng ta đồng bộ hóa thời gian với cái chương trình của chúng ta, và sau đó chúng ta đào xuống PUC. Ở đây thì chúng ta làm một công chuyện rất đơn giản, đó là vẫn dùng giả lập. Xưa nữa mọi người sẽ sử dụng PUC thật và chúng ta sẽ làm bài tập. Rồi lúc này chúng ta sẽ đồng bộ hóa thời gian. Ở chỗ này chúng ta sẽ có hai cái. Nếu chúng ta để chữ Take PC, tức là nó sẽ lấy thời gian của máy tính, nó đồng bộ hóa. Hoặc mà chúng ta sẽ lấy cái thời gian local mà chúng ta muốn đặt. Ví dụ chúng ta bảo ra chúng ta set lại. Còn đây chúng ta muốn take cái thời gian của nó, chúng ta chọn apply. Thì khi đó thời gian của PUC là đã đồng bộ hóa với thời gian của chúng ta. Chúng ta download chương trình xuống PUC không có nghĩa là chúng ta đã đồng bộ hóa thời gian. Hai cái chuyện đấy là hai chuyện khác nhau. Download PUC chỉ là download program. Đồng bộ hóa thời gian là cái việc mà chúng ta phải cập nhật ở trên đây. Sau khi chúng ta apply chọn OK, rồi chúng ta sẽ download chương trình xuống. Hôm nay là thứ sáu. Năm thứ 13. Tại vì năm của chúng ta đi từ 0 cho tới 99. Nên năm nay là năm thứ 13. Vậy thôi. Đối với thời gian thực chúng ta đọc như vậy. Cái quan trọng nhất là chúng ta xử lý những cái đoạn dưới này. Những cái đoạn dưới này như thế nào. Giờ mọi người sẽ sao ạ? Sẽ làm bài.
Ừ.